Ok, và hai sơ đồ bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Hành Trung Gaming đây. Chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của series Gundam Goblay Season 2 ha. Và hôm nay hôm nay mình đã lụm được chiếc Exeter đấy các bạn. Nguyên ngày hôm qua mình mới ngủ ở căn nhà này ha. Lụm được bộ bộ đồ này nè. Bộ đồ này là thằng Nhím mới gửi cho mình mà sáng giờ Nhím đi chơi đâu rồi không thấy nữa. Giờ nó gọi tôi nữa nè. Alo. Alo, anh Hai hả? Ừ, anh nghe nè. Sao ơi Nhím? Anh Hai đang đâu á? À, anh đang ở cái nhà hôm qua nè, ngày hôm qua anh gửi địa chỉ cho em á, cái nhà số 48 á, em gần bờ biển á, em nhớ không? À rồi, nhớ rồi. Ừ, Giờ gọi anh Hai gì vậy? em chạy qua đón anh Hai đi đón anh Long nhé. Anh Long nào? Ủa anh Long mộng gà, bữa nay ra tù rồi hả em? Dạ đúng rồi, này đàn em quên Long mới nói em nè. Ok, vậy qua rước anh đi. Em chịu rồi. Qua qua đây, em có xe hả? Có em có xe mà, em chịu qua. Vậy chạy chạy qua đi, anh cúp máy nha. Dạ rồi. Ok các bạn ơi, thằng Nhiễm mới qua rước mình đi kiếm anh Long nữa bạn. Anh Long ra tù ha. À, được được được, anh Long ra tù tôi mét cái vụ anh viên cá nè. Anh viên cá ngang qua đập tôi đúng không? Bữa nay anh Long tôi ra tù rồi. Tới công chuyện tụi nó các bạn ơi. Ôi ôi, có xe tới, có xe tới. Cảnh giác. Ôi thằng Nhiễm, ở sao nay mày đi xe 16 chỗ rồi nhím. Em này thay Ôi à, mày cho anh bộ đồ nhìn uy tín nha, hai anh em mình mặc chung bộ đồ ta. được Đẹp không anh? đẹp 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 à, mày mấy Ừ. nay này nhím nó đi chơi tùm lum tà la hết bạn. Mấy nay mày đi đâu mày kể với mọi người nghe nhím. Này mấy nay em đi chơi chung với đám anh Long nè, đám đàn em anh Long nè, Ừ. hôm nay mới biết được nay anh Long ra tù, mấy kêu lũ thay đón ổng. Có ha, anh em mình đi đón rồi hả? Lên xe đi em. Đâu còn đàn em của ổng ngoài công viên nữa, nay đang đợi Ủa vậy là ra công viên mình rước đàn em của anh Long đi hả? á. Đúng rồi, này Đâu được, ngoại đang đông lắm, đi xe 16 chỗ luôn mà đàn em ổng được nhiêu thằng em? ở ngoại cũng đông lắm, anh này cũng 7-8 xác á. Đồ hả? Được, bữa nay mình sẽ sáng băng ở quên nữa, mình phải lên hồi đó anh em mình lên thuốc anh Long mà phải đánh tụi di cá, tụi di cá nó láo lắm nha. Anh em mình thuốc ổng cho ổng đánh tụi di cá mới được trả thù cho anh ngày hôm qua. Hôm qua Thiệt anh là luôn này. với nhỏ bạn bị ấy, nhỏ bạn anh bị quýnh nhập viện luôn, nó quýnh nhỏ bạn anh nhập viện luôn mà. Hên là tụi anh chạy vô được tới thành phố á. Không thôi ở ngoài kia nhím là nó tính thử tiêu tụi anh giấu xác luôn á, ở ngoài cánh rừng ngoài kia kìa. Hên là anh nhanh trí, anh cảm giác được nguy hiểm á, anh phóng lên xe anh chạy cái dọc vô thành phố luôn. Đó, vô tới đây thì mới an toàn được á, chứ ở Hôm ngoài kia nay là tụi nó sực anh rồi. thì hôm qua em dính cái phi vụ không có ra cứu anh Hai được rồi, chứ còn dính là em ra cứu anh Hai rồi. Ngoài mình đi chơi bỏ anh hai bị công an bắt nữa chứ, nhém toàn. Nhưng mà nhờ đó anh cũng quen được một ông công an cũng tốt lắm. Sao giờ có em nhiếm bảo kê anh Hai rồi. Trời ơi em bảo kê anh hai mà em giờ mới tới. Em mãi này vừa việc lắm Hai à. Tới công viên này nhím ơi, đàn em anh Long đâu? Phía phía bên đâu ta, nó này đâu, để em gọi thử rồi. Kể anh Hai, anh Hai. Đâu đâu, ui đàn em Long đó hả? Đúng rồi anh Hai. Wow, ủa sao mặc đồ giống mình với nhiếm? Này anh Long kêu Ủa mấy mấy anh ơi, em mấy anh đúng phải đàn em của anh Long không? Alo, rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. lên xe lên rước anh Long ơi, mấy 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 đi ơi. Đây rồi, Đi đón anh Long luôn. đó đó anh Long ơi. Phan anh em ơi, tôi qua cái siêu thị tôi mua ít bánh trái ăn cái bụng quá, ăn bánh trái cái các bạn ơi, đói bụng quá. Nhím ăn gì cho nhím? Em ăn rồi nay, sáng em ăn Ai có uống cánh đầy đủ gan vượt với bên anh em rồi đây vậy? mà. Sao chiến hữu? Lại có cánh gan ở quê cho ít này. Lên xe đi anh em ơi. Ok, cảm ơn. Rồi cho tôi xin nó cam rồi. Cam hỏng á kìa. Đi chơi cũng đẹp mày đi. Cho cam hỏng nó thấy dở rồi. Uống được, uống sắt nước uống được. Nhiêu nhiêm chạy hả? Rồi lên xe. Em lái nha, em lái nha. Lái đi. Rồi, đi nhiêm ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 đàn em luôn. Ấy, chào mọi người. Hello anh em. Hello. À. Đi chém nhau
đi chém nhau vậy? Mình đi đón anh Long mà chém ai? Không biết đúng mà anh bạn. Hồi tôi không ước tôi no xì mắt kinh. Tôi chỉ đá thôi. Lộn. Dạ. Giỡn á, giỡn á. Tôi giỡn cặp trời mọi người á. Ôi mọi người có phong cách hớt tóc cũng giống nhau á. Ba anh bên trái toàn phơm đầu trắng không nè. Mấy anh tự giới thiệu coi mấy anh tên gì vậy? Đó hot trend. À. Thôi để tôi làm không anh người nhà anh á. Ôi. Người nhà anh này có vẻ nhìn láo táo với ta, nhìn tới nhìn lui hoài vậy. Hello. Hello, tôi giới thiệu trước nhé. À, anh xin giới thiệu đây. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Ba Báo. Tôi đá hai chân như một, đá như quật trần. Ôi, dữ. Anh đi theo anh Long bao nhiêu năm rồi? Tôi đi theo anh Long năm nay là 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi hả? Được quá nhờ. Rồi, tới người tiếp theo đi. Nghe anh đầu đen trước nè, anh nhìn tới nhìn lui nè. Tôi là tên Iris. Tôi là em của Long Mộng Gà cũng mấy năm rồi. Mấy năm luôn đi hả? Đi theo ổng cũng lâu lắm rồi, giờ tập lại. Ok ok. Rồi tới cái anh trước, ngồi trước tôi nè. Rồi à, tôi là Bu. Bu hả? Mới theo anh Long. Mới theo hả? Anh hất đầu Tommy Xiaomi hả? Cũng mà anh Quốc nè. Rồi anh đầu trắng bên trái nè, anh nhìn láo lia nè. Anh ngồi đầu trắng bên trái ở giữa anh ơi. Anh này nhìn mắt ổn quá à. Rồi coi rồi anh vừa chơi cái gì xong anh vừa chơi. Nhìn thấy sao quá, anh sợ bị ta chém hay sao, anh nhìn dữ quá. Còn cái anh hớt tóc anh được kết nè. Anh này người nhà anh hả? Không anh ơi, tôi về nhà tôi bị đau rồi. Anh người nhà anh là cái anh nhìn đúng không? Con tới nơi rồi như anh em ơi. Còn anh đầu đỏ nhuộm tóc ngồi trước nữa. Anh tên gì anh giới thiệu luôn anh ơi. Tôi xin phải giới thiệu, tôi là Vũ Tí Ba Tá Trợ. Nguyễn Chiết hả? Vũ Tí Ba Tá Trợ là Sasuke. Sasuke. Từ từ tiếng máy ồn quá tôi không nghe anh ơi. Anh ngồi xa. Tôi đang đi ra khỏi làng, tôi đang đi tìm chân án. Anh Sasuke Imoto vậy, gãy chảy tới nhà tù rồi kìa nhé, mày chạy đâu vậy? Ủa mà mày chế. Chạy đúng lực chứ anh hai. Chạy đúng lực cái gì giang hồ, mày chạy đúng lực mày. Trời ơi. Cái gì hả? Cái gì mà ngắt liền cái gì hả? Tại lực. Ây da, ở nhà tù rồi, mình phải đón tiếp anh Long sao cho coi được chứ anh em nhờ. Xếp hàng ra anh em ơi. Tưởng anh em ơi. Ủa, nhìn uy tín quá ta. Các bạn xếp hai hàng qua ha. Xếp hai hàng, ở ngay cổng nè, ngay cổng nè. Đó, đứng đợi anh Long ra nè. Hai hàng mình 8 người, 4 bên trái, 4 bên phải anh em ơi. Để đứng sát vô nè. Đứng vô đi, tôi đứng cuối vô. Đứng gần lại xíu không? Xích lại xíu không? Đứng xích vô xíu cho gần nhau không anh em? Đứng xa nhau quá nha. Được tí nữa anh em đồng thanh chào đại ca mới ra tù. Đứng xích vô anh em ơi. Bô 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 bô. Bô bô. Alo. Alo. Đứng xích vô đây nè. Ủa nghe em nghe nói không nhiễm? Em nghe anh này. Vô đi vô đây đứng xích vô nè hai ní ơi, vô đứng đây gần anh này nhiễm. Rồi, đối mặt đây rồi. Đó. Xong xuôi đó, giờ không biết bao nhiêu lâu nó không ra tù nè. Không biết nữa. Đi. Kìa, anh thấy có một bóng dáng rồi kìa. Rồi đứng đây ngoạn mày. Quỷ. Anh Long ra tù mà mày bò kệ kìa, anh Long ra kìa. Long nhím chạy lại mở cửa cho anh Long nhím. Đem đứng lên fan đó, anh Long ra tù mà vậy chết rồi. Anh em mình làm kiểu gì đi, giơ tay lên em chào anh Long nhé. Vỗ tay anh em ơi, vỗ tay cho anh Long ra tù anh em ơi.
U lên General, vỗ tay anh em ơi. Vỗ tay đây, Long ra tù. Họ hét lên em. Anh Long của em. Anh Long. Anh Long đại ca. Anh Long. Anh Long. Sao em? Tới ra tù anh ơi. Chúc mừng anh Long ra tù. Anh Long mãi đỉnh. Cảm ơn anh em nha. Thôi giờ anh em mình đi nhậu rồi. Nhậu anh Long à? Phải anh Long ơi, anh Long ơi. Anh Long ơi, em có chuyện muốn nói nè anh Long. Sao em? Chuyện này như thế này nè. Ngày hôm qua em đi thu tiền bảo kê cho anh Long ở trong thành phố á. Cũng như bình thường anh dặn em đi thu ở mấy tiệm bình thường á. Nhưng mà bữa nay có một chuyện lạ anh Long à. Sao mày? Lạ gì mày? Hôm nay em bị một băng nhóm khác nó quýnh mình trong thành phố luôn. Nó quýnh chết một tiểu muội muội của mình. Quýnh bị thương một đàn em của mình á anh Long. Rồi sao mày? Cái băng nó lên là băng chợ cá gì cá gì cũng như nó anh Long. Thì quýnh bị thương một một thành viên bên mình, một người con gái nữa anh Long. Em gì tính giới thiệu mày cho anh Long luôn mà nó quýnh bị thương nhập viện luôn rồi. Giờ anh có tính đi trả thù cho băng nhóm của mình không anh Long mà? Trời trời à, để tao mặc cái áo cái mày ơi. Mặc cái áo vô đi anh Long. Rồi bây giờ em chở anh qua băng chợ cá, anh lấy lại danh dự cho anh em nha anh Long. Trời mày, chở anh em vậy? Anh em hết mình với anh Long không? Hết mình. Rồi đây. Trời ơi. Lên nha. Lên. Trời ơi, mới anh Long mới ra tù, vụ anh Long đi quýt lộn nữa. Anh Long vô tù nữa nè. Mình đúng báo luôn các bạn. Ê, mình thuốc anh Long. Ê, mình dễ. Anh Long đi theo mình luôn rồi nè. Bằng anh Long trở về, anh em mình phải sang bằng một băng nhóm để lập công cho anh Long, đúng không anh em? Đúng không? Đúng. Ta là cái ngồi cuối cùng anh Long. Anh Long ngồi cuối cùng. Anh Long hết. Anh Long hết rồi. Anh Long đi kiếm. Ngồi cái bên em hơi lo nha. Gì mày? Quá tới. Đừng mày. Tới bằng gì cả luôn. Anh Long ơi, bằng nó có mấy số anh Long ơi? Anh qua anh nói chuyện đó anh ho cái rồi, tại hôm qua em đàn em không nói chuyện, dám nói chuyện thôi chứ bữa nay để anh Long nói chuyện là tụi nó cúm chín cúc nó hết. Ờ mấy thằng này hét ra lửa luôn chứ giỡn. Anh Long nghe nói chuyện không nghe gà Long anh em. Alo, nghe chưa? Nghe rồi. Rồi, nay anh em mình cứ hết mình đi, chung là tiền viện phí anh lo rồi. Ủa gì vậy Long? Ủa lộn, tiền nhậu anh lo rồi. Cái gì trời ơi, mình lộn rồi. Đập xong cái đám này là mình đi nhậu đúng không anh Long? Đúng em ơi, lộn. Đó, nói vậy cho anh em sung lên. Đi vô bệnh viện luôn rồi. Ê, gì mày đi xuống xe mày. Ê Long ơi, ăn xong bọn này em cho em lên 3 kiểm có xe đạp. Rồi, chuyện nhỏ. Anh Long mộng gà mãi đỉnh. Chứ sao mày? Quá đã luôn anh Long ơi. Tới với anh đêm nay luôn. Chiếc xe này giống đi gặp siết chứ đi vấn lộn gì vậy. Xe 16 chỗ tụi em khó khăn lắm mới thuê được chiếc vậy đó. Long kiếm chiếc thứ hai không có. Em khẳng định với Long luôn. Ghê mày, chắc đâu. Chắc. Xe này là xe đặc quyền của băng nhóm của mình. Thằng em nhiếm của em thân cận chí gốc lắm đâu kiếm được chiếc này đúng nhiếm. Đúng rồi này ơi. Kiếm được chiếc thứ hai thua gì cũng thua luôn anh Long. Em nói thiệt, bao thành phố này luôn. Đồ, nghe đã tao uy tín gút gì ghê ngoại. Xe này là của diễn viên nổi tiếng đi đó anh Long. Cái kia là Hollywood, con này là Winwood, mày diễn sao mày? Đâu, Winwood là còn xịn hơn Eastwood nữa. Lấy coi em Eastwood cỡ nào. Cỡ nào luôn. Này anh Long nhớ là nó quýnh một đàn em của mình là mình vô bắt nó đâu bời thường nha. Một búp bên mình, quýnh một nhỏ gái bên mình anh Long. Quýnh nằm bệnh viện luôn. Trời ơi mấy nè, đang viện gái kia mà nó cũng quánh nó mày nè, nó vẫn chơi hoài mày. Đúng rồi. Ra viện nữa. Ra viện hả? Dạ vậy mình tới mình đậu tiền viện phí đó anh Long. Ít nhất mình cũng phải làm vụ này ra lẻ gì đấy thôi. Mày nhục mặt cái băng Long mụn gà của anh em mình đúng không anh Long? Long. Ê mà phải không mày, tao nhớ con gái đâu mày. Có, mày. Em mới tiễn cho anh mà. Em tiễn cho anh, em gọi là cánh tay trái của anh Long mà, nói gì anh Long? Nhà mày ghê ta, cho anh phố cũng quen bông tươi rồi bút rồi nha. Trời ơi, em tính cho anh Long hết mà. Em ruột anh mà.
Anh Long quay mãi đỉnh. Nó Long Long ngào mãi đỉnh. Anh hiện hồi chiếu anh thể hiện cho mày coi. Anh Long ơi đừng có thể hiện xong anh lại tù nha. Anh em ngoài khổ lắm. Nào đi. Nào. Xe mày. Dạ em xin lỗi anh Long, Xuống xe mày. Có nhiều rỗng đi. Anh Long muốn giảm dần chân ghé chơi không Long? Hay đi luôn. Ghé mua cái bánh bữa tao hết bánh này, nào có bánh không? Họ cho thôi. À, anh nói trễ thì chứ em mới cua rồi, để em vòng lại cho anh em ghé vô ăn chút đỉnh coi. Em còn bánh xe nữa anh Long ăn không? Ê, bắt đại mày. Mày láo với mày, đi vô gì mày đúng không? Đừng David nhiếm anh. Rồi, mày chuẩn bị đi. Anh nhớ tên em, tên gì không anh Long? Mày xúc bự ta, bự sâu. Đúng. Hảo nào xúc bự ta chính là em. Chủ anh em ơi. Mua hút giảm đau gì. Ê, sẵn không anh Long? Anh Long bao anh nào. Mày. Đúng, tao mới anh Long bao anh Long ơi. Hết tiền rồi, tao mới ra tụ còn 600 mấy đô rồi. Anh Long có cây gì mà bè gì quýnh đau Long? Cây này là cái cây vũ khí bí mật của mấy thằng công an tao mới ăn chậm á. Nãy tao bỏ túi á. Vừa đây anh Long bao. Rửa tay quá, không gà vô, không có thử test gì chứ. Đại ca, từ đại ca. Dạ, ê mày. Ê, xong rồi Long mày. Lại đại ca là coi. Cái thằng nào chọc kia mà, nó thằng kia. Dỡ mặt mày rồi. Xin lỗi ca. Nào cho hai bánh hai nước đây, tao hết tiền rồi mày. Trời ơi, Long hiểu vợ. Ai tao đưa cái bảo kê. Rồi được rồi. Anh em mang cao lên xe nè anh em ơi. Lên. Nè, uy tín thiệt quạt, bằng nhớ mình ngầu thiệt quạt. Long lẹ anh Long ơi. Gì? Vô hỏi Long ơi. Lẹ anh ơi. Long mình đúng rồi anh ơi. Đại ỉa gì cũng lâu nữa Long. Đủ chưa? Có Hiếu ơi bóng nào không? Không. Rồi đấy. Sắp tới nha Long ơi, còn cải chính tới tụi chỗ băng trời cá tụi nói rồi Long. Mà anh có quen biết gì tụi nói trước đây không anh Long? Tụi này chung mà hồi xưa là cũng có chạm với nhau mấy cái mà toàn tụi nó thua không vậy. Ủa quên mà. Vậy là anh thắng rồi. Mấy đàn em coi. Có ai biết băng trời cá không anh em? Em gu anh Long ơi. Ê mấy ngày sau em gu mày. Không ai biết anh Long. Lâu, mấy mày ngủ hết trơn vậy. Lâu. Đại ca ơi, em xe. Gì vậy đàn em gì chưa gì nghe chợ cá sợ quá trời rồi sao anh Long? Mấy thằng này nào sợ bước xuống đi mày, tao không có mấy đại này mày. Em sợ đâu, em đang xe xe. Anh mày, hồi nữa anh phải lên dây gót tinh thần cho anh em anh Long ơi, với anh em xui xui, cái này sao quýnh lộn luôn. Bây giờ nè, thằng nào chịu chơi, sau này tao mua cho thằng cái súng, ok. Ghê. Chơi luôn. Chơi. Thằng nào không chơi thì bước xuống vậy hết thôi. Hết mình với anh Long. Sắp tới rồi. Trời ơi, mấy chỗ này xưa á, mấy này nó. Anh thấy cái cầu cảng bên phải không? Đó, tụi nó chiền nhà cậu ngoài đó. Tới công chuyện tụi nó thiệt. Hôm nay anh có san bằng cái chợ cá này không anh Long? Chuẩn, anh em nào máu chiến thì bước xuống nào, không máu chiến thôi. Anh nhớ. Ui. Ê, mày nói gì mày? Nói chiếc xe mày bãi đặc biệt gì? Xe mình đặc biệt mà anh. Xe mình có cái nóc kìa, xe tụi nó đâu có đâu. Thôi mình đậu bên đây cho đỡ đụng hàng anh Long ơi. Rồi xe bánh kiến chân dòm nhức đầu chứ. Ôi tao thấy nó giữ gì mày. Gì vậy? Tao nó đứng gì giữ vậy anh Long? Vô đây em. Để em đậu vô lại cái anh Long. Anh đi đầu đi anh ơi. Ừ. Tự anh Long đợi em với anh Long. Anh Long đi đầu anh em. Á mình hãy làm sao tạo nét với anh Long ơi. Để đại ca đi đâu đấy. Ừ để đại ca vô nói chuyện anh em rồi đi sao rồi. Sợ quá đại ca ơi, sợ quá đại ca ơi. Ừ đi về mày. Đi mình đi hai hàng đi đúng không? Đi hai hàng. Anh Long ơi, từ từ anh Long. Rồi, xếp hai hàng bên một bên trái và bên phải anh em ơi. Cho ngay cái rồi mình đi đều nè. Đi đều nè. Trái phải bên trái Hiếu nè anh em. Anh Long đứng chính giữa trước đi. Thằng ông cố đi đâu trên đây gì ông cứu nội. Chưa biết đi đội hình. Rồi, đi nè anh em. Đi. Anh Long tới nè. Bị gỡ nào. Chỗ này tao thấy nó rộng rãi chắc nó không mát lắm đi chứ để đi sợ luôn chắc. Trước cái đầu đỏ ra vậy mày nào kia đầu đỏ đồ ơi thằng đầu đỏ muối sao anh Long ơi mới kêu anh bị dầu nhiếp quá tụi đó ê gì mày gì mày gung nó mày gung quá Long đã không gác đâu kìa anh em ơi hồi nãy mình để cho anh Long nói chuyện nha đừng nó đi trước để anh Long nói chuyện.
Bữa nay mới chim cút, mới thuốc lòng đi bính lộn các bạn. Bữa lòng cũng hết mình với đàn em dữ ta. Người đại ca có tâm mà. Mày đi mày sợ gì mày? Tình, bình tĩnh đi. Ôi, phát nai kìa, má cái bằng giờ cá này. Đánh nó chết luôn nha. Đánh nó chết luôn đại ca. Bình tĩnh, nghe 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 lệnh của Long nha. Thằng quá. Để lại làm gì? Thằng nào cầm đầu đây ra nói chuyện với tao. Mày bị đứng ở đằng ngoài coi. Tao đây, tao đây. Mày là thằng nào? Thằng đầu này đầu mồm ngựa hay là cái thằng đầu xanh? Dám hỗn đại ca tao của mày. Sợ mấy thằng mày đã diễn mấy tiếp kêu mà nói chuyện gì với mày? Tao là anh Di Cá, còn mày là nào? Không mày mày mấy thằng từ dưới đáy xã hội đi lên rồi sao biết tao? Nó hẳn ra cho biết tao là Long Mộng Du. Ủa lộn, Mộng Gà. Mộng Du hả mày? Mộng Gà. Ok. Gà có biết gáy không? Trời ơi, gáy không xíu biết em trai. Bây giờ nè. Bây giờ tao muốn nói chuyện giải quyết đàng hoàng, ok. Còn em muốn sao? Em xin xuống rồi em. Anh Long nói chuyện. Giờ sao nè, qua đây nói chuyện riêng đi mày, lên trên đây đi cho nó hốn mát đi mày. Ờ Long đừng có đi vô chỗ mày Long ơi. Tụi mày đứng đây đi Long ơi. Không sao em. Anh ơi. Má nó trên Long mình chổng sao anh em? Tụi mày đứng yên tao có dao đó. Dẹp dao vô nha, đừng ẩu nha fan. Đừng làm ẩu nha. Lùi xuống, nhanh. Anh Long lên trên nói chuyện kìa. Đừng đứng vô xích vô xíu anh em để mà đứng đây nghe cái. Anh em anh Long mà kêu cái là tới liền. Bây giờ tao chỉ muốn nói là tao muốn giải quyết hoài cái chuyện hôm qua, nhưng mà bây giờ mày phải đền tiền thiệt hại cho bên tao, tiền viện phí tất cả mọi thứ luôn. Ok. Trộm đâu mấy ông tính hủ tiêu tôi luôn mới thấy vậy tôi mới chạy chứ. Giỡn hoài, mấy ông mà gình gình ở chính trông xác tụi tôi vô mà khu rừng như vậy, bởi vậy tôi luôn mới bỏ tôi chạy đó. Nói mày, chung là tao không cần biết là... Mày đúng tới là em của tao là khô máu mày luôn mày. Ngày hôm qua ông quýnh con nhỏ bạn tôi nhập viện, bữa nay tôi kêu anh Long qua kêu đòi tiền viện phí cho nó nè. Có cái gì tao không bao giờ trả. Ừ thì đó để anh Long tôi nói chuyện đi. Trời ơi dẹp cái dao vô nha, đừng ngẫu nha. Trời ơi gì mày? Gì ơi, ơi gì vậy giờ? Mày đâu em đánh nói chuyện tao mày. Ngẫu nha, đừng ngẫu nha, đừng ngẫu nha. Bình tĩnh nha. Bước ra đây nè. Sao vậy anh Long? Sao anh Long? Nào đi. Ở đây không có cái đây luôn hả? Phải hẹn ra chỗ khác hả? Đi mày, chỗ nào? Rồi, tụi tao không có chạy mày đâu, muốn ở đâu? Đi, dắt, dắt đi. Rồi, ở đâu? Tới luôn à, tới tụi bay luôn nè, anh em máu lên anh em. Này mày bảnh đấy. Sao anh, sao anh em? Đi anh em ơi. Anh em hùng nó coi anh em. Anh em nè, anh em mình ra chỗ khác đi, chỗ này chỗ làm ăn của tụi nó không có đụng chạm. Rồi, ok, muốn tới đâu? Chỗ tao làm ăn, tao không có nói lộn đây. Rồi. Nào, cứ chỗ địa chỉ. Ok. Trời, gã xe đi, kiếm chỗ khác quất. Đi lên đồn cảnh sát đứng nhau. Ủa, lên đồn cảnh sát nữa. Đi mình mày đi. Chạy anh đi. Em, chạy. Trời ơi, chạy như quê luôn. Đâu đây mạnh gì? Đâu đây mạnh ai nó chạy rồi luôn. Ủa, sao tao chạy dữ vậy mày? Không chạy điên luôn. Chạy con gà. Trời ơi, đông gà. Lên xe mình anh Long ơi. Lên. Mẹ nó. Rồi tôi đó cũng có xe kìa Long. Tôi đi lộn xe rồi. Trời ơi Long. Long đi lộn xe nữa. Mẹ nó cũng đông quá Long, nhờ mình có chạy nó không Long? Tao ra đời chơi không biết chạy mặt hàng mày. Trời. Chúng mày đợi đấy. Kêu nó dẫn đường đi. Mày chạy đường đây. Hãy nghe mấy chuyện nhắc con Long. Được, tao thấy mày được đó. Xe ui mấy nghèo không có nóc. Gà. Ui mấy mày nghèo không có nóc xe. Nóc cháy cái đầu mấy luôn, bảy cái đầu mấy mày nào mấy không. Thấy chưa, xe mình xịn hơn á Long. Đúng mày được á. Xe mình xịn hơn mà, xe nó đâu có nóc đâu. Mấy gà. Ui mấy nghèo đặt cái chữ lộn mày. Cái gì vậy? Chụp nó Long. Mấy nghèo. Nói vậy mày, bước xuống xe mày. Bước xuống xe mày. Bước đây luôn hả? Bước đây luôn hả? Rồi bước đây xe đụng bên Long ơi. Rồi vậy đó, đóng đi. Quá, bước giữa lộ xe đụng bên Long. Dưới đây công an thấy, kiếm chỗ nào kín kín đi. Tụi bay kiếm chỗ nào kín kín đi. Vô đây. Vô đây. Mày cắm bút. Vô đây. Mày cắm bút. 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 Mày cắm bút.
nghèo quá gì, xe mà quốc nóc không dám đầu tư, bạn đi giống nhau đi bán chữ cá mày. Này về về bán cá đi mày, bán cá đi cá ơi cá nè chi dài luôn ôi ở đây được anh Long, đây ở đây được rồi không phía sau đường nè, ra phía sau là quốc nữa ở phía sau đúng không Long rồi ok ra phía sau ở quốc ở đây luôn không Long với mấy biển đi, bây giờ mình thua mình cũng tẩu được mày. Ủa Long mày được không? Dị nhiễm. Ê nó máu vô mày. Xếp hàng ngang qua, xếp hàng ngang qua cho ngầu anh em. Một hàng ngang tập hợp đến Long đứng trước. Một hàng ngang qua anh em. Ôi tụi nó ngầu quá Long ơi. Giờ tụi mày hẹn ra đây để giải quyết chuyện sau. Giải quyết chuyện hôm bữa mày làm gì bên tao thì mày cũng tự hiểu, tao muốn đền tiền thuốc, ok. Không có đâu mày. Tao là không có vụ đền tiền thuốc. Không có đền tiền thuốc hả? Chơi! Quất! Quất! Quất đi! Khô máu! Khô máu! Cỡ nào? Cởi đi! Cho mày hà, gà hầm thuốc quá luôn. Em! Ê, nó bắt tao kìa, cứu tay. Cứu! Lòng mày bánh dữ quá. Nó bắt kìa, nó bắt kìa. Ê, em nghe có tiếng nào móc dao rồi, Long ơi. Nào móc dao đâu? Không biết nữa. Anh em cứ nói không. Thằng mày gì? Mày hả mày? Dì cá hả mày? Thằng dì cá đầu tím anh em, đập thằng đầu tím anh em ơi, đập thằng dì cá lên anh em ơi. Đập đầu tím nè. Thằng đầu tím á, thằng dì cá. Mày hả mày? Thời gian nó đơm tao quá trời, nó đơm tao. Không biết đâu. Thằng nó đơm tao dữ vậy? Quýnh dữ quá lâu rồi. Thằng dì cá nè, dì cá nè, dì cá nè. Cái lỗ của tao ấy nó gửi tới cái lỗ nè. Ê, nó gửi anh Long kìa anh em ơi, nó gửi anh Long. Cứu anh Long anh em ơi, cứu anh Long, cứu anh Long, nó gửi anh Long. Ê, nó quýnh quá, quýnh rồi. Nó gượt anh Long. Ê con cầm dao. Mẹ. Ê da nó thọt. Nó thọt quét Long ơi. Con xem cũng phải chạy đi. Con cầm dao. Mẹ. Em chạy đi. Cái em quýnh lộ. Ê mày. Đừng quýnh tao nữa mày. Mình giả bộ quýnh đeo fan. Fan. Thịnh người. Ê da. Ai thằng quýnh em Long ơi. Ráng đi ráng đi. Tao chạy ra rồi. Tao lấy cái đồ vô cái. Em lên xem ngồi luôn. Gắn đi tao lấy cái đồ ra. Cảm ơn fan. Để anh em với nhau không à. Ừ lên đây ngồi chơi đi cho tụi nó quýnh đi mấy fan ơi. Súng xé gì anh em với nhau không mà. Ê da đừng quýnh nha. Để lên coi anh em quýnh lộn rồi. Ngồi đây đi hai anh em đấu võ chơi với nhau thôi. Đúng rồi. Long. Bên mình đang thắng mà đúng không Long? Đúng rồi. Xuống xã nó anh em ơi, chơi tụi nó. Chơi nó. Hay dạ, lên mình kêu chơi đó cái mình lên uống thuốc vậy nghe. Hay quá. Trời ơi, bên mình bị một thằng xuống đập đi người anh em. Đập tụi nó. Đập tụi nó. Trời ơi, dữ quá nè kêu. Xuống đánh đi. Xuống búa đầu nó. Nó lấy hàng ra kìa, nó lấy hàng ra kìa. Nó lấy súng ra nè. Nó lấy búa ra kìa. Chơi đi, tao lấy cái súng ra nè. Ây, à, hay quá. Trời ơi. Gì cả nè. Ê, lấy súng gần nào chơi súng vậy? Bên mình kìa, sao nổ súng. Trời ơi, trời, tao nhớ tao đâu vô súng cho mấy thằng để tao đâu mà. Dạ, dạ. Gì cả nè. Thằng nhắn mày đụng lại rồi. Đang quánh mày lâu nè. Tụi nó rút kìa Long ơi, tụi nó rút kìa Long ơi. Kìa nó chạy kìa, nó chạy kìa. Lên xe với nó. Đây ra đây nè. Nó rút ấy à. Nó rút anh Long ơi. Nó lên xe rồi. Lấy xe chi đủ nó Long ơi. Còn nó còn thằng hắt lại kìa. Mày hả mày? Đúng đàn em mà. Coi chừng, coi chừng. Coi chừng. Thuốc này kìa. Nó muốn lên xe chạy anh Long. Lên xe nè. Chạy đi. Không cho nó thoát anh Long ơi. Lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Lên xe bên. Lên xe, lên xe. Mày bỏ mày chạy hả mày. Chặn nó, chặn nó lại. Còn một thằng, còn một thằng bỏ chạy kìa. Dạ. Ý. Mày chỉ được rồi căng. Lên xe bên. Mày, mày. Nó lên xe rồi, nó lên xe rồi, lên xe anh em ơi. Lên xe mình.
Lên xe anh em ơi, con chuyện nó đụng đó. Long rồi. Nó chạy kìa anh em ơi, lên xe. Lên xe, lên xe. Anh Long đâu? Chung. Anh Long dựng cái cuốc này nè, cắt em cuốc sống lại cho anh Chung. Má lộn não chứ. Bán thuốc các bác sĩ ơi, bán thuốc bác sĩ ơi. Bán thuốc đại ca ơi. Đúng. Cho viên thuốc cái, à, cho viên thuốc vô mà áo cái quýnh tụi này tới công chuyện tụi nó luôn. Tới sĩ nha, tới sĩ. Tới đại ca ơi. Đi. Lên. Có nông nè. Cho tao lái gì? Anh lên ngồi rồi anh hỏi. Nhắn lộn rồi mày lên mày lái đi mày. Tụi nó, kệ tụi nó tới kìa Long. Đâu. Tới luôn rồi kìa. Xuống luôn. Tụi bay xuống đây, tụi bay xuống đây. Đập xe đó. Chơi. Ê, đập xe nó đi. Nó xuống rồi anh Long ơi. Đâu nè. Gì cá nè. Gì hả, tao cho mày gì vậy. Gì cá nè. Ây da, nó, ba thằng nó tóc em Long ơi. Cứu. Rồi. Tới này. Tới. Đây nè. Ây. Thằng gì cá nó đánh dữ quá anh Long ơi. Rồi, anh đây quá nè. Chạy đâu dữ vậy? Ủa thằng này chạy. Mày hả mày? Gì mày? Ê, đâu anh Long ơi, quýnh em đâu. Đấy thầy, quất đây mà. Mày. Ui. Đâu á, đâu á. Chết rồi Long ơi, em lên xem ngồi đây. Trời ơi, giờ rồi. Mày chơi vậy mày? Chơi gì cả tao mày? Trời ơi, nó chết rồi nè, gì cá chết rồi. Anh muốn gì cá nhiều rồi, rút ra Long ơi. Rút đi con em tới mày mà. Công an tới bây giờ, đuối rồi. Rút ra Long ơi. Em giỡn thêm đừng bắt cóc thêm đừng hẳn nữa nè. Lên em. Đi. Ê, chạy đi. Mày xong rồi. Mày lên lộn chiếc xe rồi. Chiếc xe bảo tháp của mày luôn rồi con. Mày chạy tới đi. Đó có ba thằng đi chung với anh em mình anh Long ơi. Rồi mày chuẩn bị đi mày, ba thằng phải không? Anh em mình bị quýnh bị thương cũng nhiều lắm anh Long. Gán đi. Xuống đây chơi đúng không? Trời nè. Xuống mày. Mày xuống đây. Quốc đó. Ê, lộn rồi, nó đây nè. Nó chạy à. Chạy. Ôi, chạy mày. Chạy. Chạy hả mày, ai cho mày chạy. Thích chạy không? Nó lên xe lại anh Long ơi. Đem đuổi nó ra nè. Đuổi ra xe. Mày ngã xe nè, mày trốn hả mày. Mày trốn nè, quýnh nó Long. Một thằng ấy. Quýnh nó Long ơi. Chạy hả mày. Nó chạy. Vô quá mày. Đi đâu. Thôi, đưa anh ra. Ê, công an, bác sĩ lên, anh Long ơi. Rút anh Long ơi. Rút anh Long ơi. Ê, thằng này đâu cao rồi vậy? Cái thằng quần đỏ nè, chơi nó đi. Tao gứa nè đó. Giết nó luôn, giết nó. Chết quẹo rồi. Bác sĩ đừng gọi công an lên nha, bác sĩ ơi. Long đâu ơi, anh Long sung quá. Chí này luôn cho nó ra biển luôn à. Ra biển với tao đi tắm biển này nè. Còn thằng này nè, còn thằng đầu trắng nè. Ý. Trời ẩu gì vậy? Thằng đầu trắng kìa, nó chạy kìa. Chạy. Năm. Chạy. Trời ơi. Được rồi, đừng quýnh nó chết. Được rồi, đi nè. Đi. Gì cá hả mày? Ừ quá Long ơi. Trời luôn. Hôm nay mình trả thù hồi nãy em bị ghê đâm muốn lủng ruột luôn anh Long. Trời ơi, cái thằng em mày đâu rồi? Thằng em bị quýnh nhập viện ngoài. Trời ơi, thằng nó sao nó chết lẹ vậy? Tao không biết Long ơi, nãy mà hỗn chiến qua nó, mạnh. Nó quay lại đây. Kệ nó đi. Về anh Long ơi. Ok. Kêu kiếm nó. Mày hả mày? Mày hả mày chạy lại đây, mày lại đây, mày chạy nữa hả mày? Cái chạy nữa rồi. Kẹt luôn nè. Long ơi. Sao nó chạy nữa rồi mày? Nó bơi biển rồi, bỏ đi nữa. Vậy vậy. Được chưa mày? Dạ được. Lên rút cái Long ơi. Trời tối luôn anh Long ơi. À Long bữa nay chiến quá. Mình nãy mình đi nhiêu mạng anh Long?
chín mạng mày. Mãi mình đi chín mạng, bây giờ mình còn có 4 người. Long ơi, 5 anh em mình nhập viện rồi Long. 5 thằng đục ngã hả? Quả dạng gì chứ. Không sao, tao đang chuẩn bị có một số đàn em đang về nữa nè, tao mới mướn được. À, rồi bữa nay anh em mình có đi nhậu vô mình Long. Vô mình nội tao vô. Má, bên mình cũng thương vong nặng quá Long ơi. Em mình nó quýnh em một cái nữa là em nhập viện luôn á. Ghê vậy mày. Em trọng thương rồi nè Long ơi. Thằng đầu chọc nó có mối thù với tao vậy, thấy nó dí cái đầu tao quá trời nằm giờ cái đầu tao vô cho bích quang rồi nè. Con kia nãy nó lọc cái dao trong người, nó chích em mấy mũi, em tưởng sức huyết não không chết luôn rồi nè. Đau lắm. Đó nó chơi điểm mà chơi dao ở đâu mà nó còn dao với ta. Đúng rồi, nó đâu nó thủ cái dao bấm vô á Long, em nghe tiếng nó rút dao ra mà em đỡ cho anh mấy cái đó. Không thôi là giờ anh cũng mà liệm mày. Ghê mày, thiệt không? Thiệt. Đợi xíu rồi tao về tao suy nghĩ lại coi tao nhớ lại coi. Kìa ơi, bỏ thằng bo rồi kìa ơi. Ơ. Thầy ơi. Trời ơi. Thằng bo rồi. Trời ơi, giờ này mới nói. Giờ này mới nói. Trời ơi, trời. Em mới điểm đại mới thiếu người. Trời ơi, trời. Anh quá còn đứng số. Không mình 4 số, mình liệm 4 số. Mình vẫn còn 5 người. Ơi cái anh đầu trắng mà nói nhiều cũng liệm rồi. Trời ơi. Mấy mẹ đi là vừa. Rồi, anh đầu đỏ cũng liệm luôn rồi. Mấy mẹ sao sống sót được. À, bảo táp rồi chứ. Quải cả đạn thì chứ anh Long. Bây giờ mà tao thì quải chạy đâu mày luôn. Thấy mày mất tiêu, quay tao thấy mày ra xe phải không? Mày có ra xe không? Đâu, em xào quần em đánh tụi nó quá trời mà. Cút trong mắt thấy mày đã mất tiêu, tao thấy còn có mấy anh em mà, tao mấy cút mà. Ôi cái sĩ chạy ghê trời quá Long. Trời ông cứu nội nó chạy dữ gì trời. Xíu tao báo cho nó. Đâu đâu đâu. Đó nó chạy ra. Bộ mình hay nó. Rồi. Mà bộ mình. Ê ê. Má mày quýnh Long quên đường về hả mày. Ê ê. Ê hay mày ơi. Mày quýnh Long quên đường về anh em về rồi mày gọi lại nữa. Thằng này cũng lì chứ. Thằng này công nhận anh em mình lì nghe anh Long. Đúng đúng. Hay quá, bữa nay mình dặn mặt tụi chợ cái gì cũng được rồi Long ơi. Chắc bữa sau nó hết dám hoi với anh em mình rồi. Gán đi một thời gian nữa, tụi mày sẽ có một cái chiến lô một súng. Tụi mày sẽ đi làm ví dụ dưới tàu lấy cái lỗ súng đó về anh em mình xài. Được cho anh Long nhờ. Đúng, cái lỗ súng đó, tao chưa biết là bao giờ nó nhập về đây thôi. Hiện giờ là chưa có. Yes sir. Mình sẽ lấy hết cái lô hàng đó luôn. Nhất trí anh Long ơi. Lỗ súng nó hơi bị ngon đó nghe. Súng nó súng nhập đó. Mà giờ mình đi đâu anh Long? Giờ hả? Đúng. Về khu tao đi mày. Khu anh là ở đâu anh Long? Một xíu đi tao sẽ cho mày biết. Bây giờ mày cứ chạy về thành phố thì vô. Về tới thành phố nè anh Long. Vô tới casino đi. Casino hả? Ừ. Casino nằm ngoài thành phố mà. Thì mày cứ lên casino đi. Rồi tao sẽ cho mày cái địa chỉ khu của anh em tao. Ok anh Long. Anh mấy anh em mình nhập bệnh viện anh Long lo tiền thuốc thang cho mấy anh em đi bệnh viện anh Long. Rồi chuyện nhỏ mày ơi. Ok ok. Khỏi luôn. Rồi tới này quẹo trái. Trời ơi. Ở lên trên quẹo cũng được, lên trên quẹo cũng được. Má anh Long chơi em không à. Chảy đúng không anh Long? Đúng. Lo thuốc thang rồi đi hẳn luôn. Ăn nhậu cho mấy anh em mới được. Yên tâm tao không bỏ sót nào đâu. Thoải mái tao sẽ lo tiền cho mình hết. Chơi thoải mái gì luôn. Anh Long mấy bữa nay mới ra tù chào đón một màn quýnh lộn cực kỳ căng không? Căng thẳng liền, giang hồ, anh em mai tao liền. Quẹo. Quẹo đâu. Tính trên quẹo cũng được, tính trên quẹo cũng được. Long vẫn mặt ơi. Quẹo mày. Báo như mày. Em hơi ẩu. Quẹo nha, quẹo phải nha, tới đây quẹo phải nha. Anh nói quẹo không biết quẹo trái, phải quẹo. Anh Long đúng là tù quán gà chứ. Đúng là Long mồm gà. Tới đây, tới lên trên đó luôn. Rồi quẹo trái, quẹo. Tới đi. Rồi quẹo. Quá mệt Long đi chứ. Rồi đi hẳn tới chỗ đó quẹo phải. Tới chỗ nào? Nè tới ngã tư nè, quẹo phải. Rồi. Chạy tháo mày. Đi hẳn luôn mày. Má dứt cái đầu mình Long rồi chứ. Thằng này nghe mày chắc về tao cho mày khóa huấn luyện đi nước ngoài nữa quá mày. Rồi xe leo dốc nổi Long ơi.
chung là anh em hôm nay khô máu rồi, nói chung là tiền nhân phí xíu anh vô anh lo, nói mấy đứa hồi sắp xếp gửi tiền vô cho anh em, gửi về cho gia đình anh em mới quà nữa nha mấy đứa. Ừ, ra vậy. Rồi đi đâu Long? Thẳng em, thẳng luôn em, thẳng luôn em. Xa, xa dữ ghê anh Long. Thì mày đi đi, cái nơi đó là có tập sân tập bốc sinh đó, tụi tao hay tập trên đó đó. Xa dữ gì? Thì mày cứ đi đi, nói chung là cũng gần thôi, cũng sắp tới rồi. Chịu khó thì mời em mốt mày viết địa chỉ tao rồi, thì vô đó mày xe cộ đó, muốn lấy chiếc nào đó mày lấy. Đúng đúng, theo cái đường mòn này hoài luôn. Cái khu đó rất là bí mật, tại vì tao không muốn nằm trong thành phố, rất là dễ bị mấy anh chị em nó biết. Rồi quẹo luôn, quẹo qua đúng rồi. Ê, ờ rồi. Ê ê ê, không mà mày đâu. Quẹo phải phải. Rồi quẹo qua. Ba. Ê, thẳng thẳng lên, thẳng lên cho nó kiểu cứu nội. Ủa. Vậy là tao chạy xong rồi. Ôi, vậy là quẹo chưa? Mà quẹo nè. Má đi rồi. Thẳng thì nó đi thẳng hết lòng. Má ôi, lâu tao quằn rồi chứ. Ơi, lâu rồi tao không có về nhà, không về khu của tao, ok. Trời ơi, xe này đi đường núi nó đi không có nổi luôn á. Gán đi mày ơi, nói chung mày vô trong đó đi, cái chỗ đó mày sẽ phái mày, tao sẽ cho mày căng. Gán đi. Gán đi. Nhiều chuyện quá mày ơi, mày đi bộ đi. Xe đi, mày đậu hỏi hoài, tao mệt mày quá. Nổi anh không. Gán đi. Đâu dẫn đi đâu lên núi á. Không có nổi. Gán đi. Được, yeah. Gán đi. Gán lắm rồi. Trời, trời chiếc xe này lắm mày hơi chiếc xe mà trả tiền nguyên rồi. Chẳng tới rồi, nhưng mà qua cái khúc này là khỏe rồi. Hồi hả thêm 4 cái đèn nữa rồi. Giỡn không ơi, gì dữ vậy. Hết sức rồi, hết sức rồi. Gán lắm rồi, lòng rồi, xe đời. Ủa, ăn lộn xe của tụi nó, chạm lộn xe của tụi nó là Long ơi. Đâu xe mình có cái này mà mày. Xe mình đâu có mua đâu. Gì mày, phải cái mà. Nhớ xe một xe nó cây mà. Ờ, lộn xe rồi Long ơi. Phải đi mày quẹo nè. Quẹo đâu? Quẹo phải, quẹo phải, phải phải. Phải hay chết. À gì cái gì anh Long. Tại sao mày? Cần tới rồi. Tại chiếc xe này nó hơi lỏ một xíu rồi mày. Chiếc này chắc mốt tao đưa vô bảo tàng của anh em mình quá. Nó làm cho anh em mình 4 người hy sinh rồi. Rồi đâm hết đường mòn này là tới nhà tao. Rồi đúng rồi, quẹo trái luôn, quẹo trái luôn, quẹo lựa luôn, quẹo trái luôn, đúng 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 đúng. Rồi chạy theo cái đường mòn luôn, chạy cứ chạy theo đường mòn. Rồi tới cái cua này quẹo phải nha, tới cua đó quẹo phải. Rồi quẹo lên đây nè, quẹo lên, đúng đúng, đó mấy cái cua này khủng khiếp không? Khủng khiếp, khủng khiếp, nhà nó đó. Đó, rồi đi thẳng vô, quẹo 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 phải, quẹo phải, phải. Đúng rồi, đi thẳng tới trên đó luôn, lên trên kia luôn, trên kia. Mấy nhà này á? Nói chung là ba nhà của tao hết, đúng đúng ở đây nè, đúng rồi. Vô luôn. Ghê mày. Wow. Ở nhà Long rồi. Nhà này hả Long? Đúng mày. Ôi. Thấy cũng bình thường ta. Trời ơi, nhà Long xịn quá ta, có vui. Nhà Long có view hồ luôn kìa. Ờ, thấy làm sao, hợp lý không? Nói được. Chung là ba cái nhà đây tao mua hết trơn rồi. Ok Long ơi, vậy mình nghỉ ngơi ở đây mùa hôm rồi mình đi đón anh em hay gì anh Long? Ừ, thôi, mày tao lên để tắm rửa mày, mình mấy tao giờ thôi mùi si gô quá mày. Em cũng ngồi đây nghỉ mệt xíu anh Long ơi. Đuối quá đuối, bữa nay quýnh lộn mà bê bét hết người rồi. Dạ ok các bạn, video hôm nay sẽ kết thúc ở đây nha mọi người. Nếu các bạn thích video này thì nhớ để lại cho mình một like và subscribe để ủng hộ anh Long Mụn Gà cũng như anh Vi Cá nha mọi người. Sắp tới hứa hẹn này Trốn Giang Hồ sẽ đầy kịch tính nha, mà rất là căng thẳng các bạn ơi. Bữa nay là một bữa gọi là quýnh căng đó, nhưng mà mình thấy là cũng chưa căng lắm đâu. Hẹn các bạn ở những tập tiếp theo nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hãy để lại một like, một bình luận để cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về season 2 như thế nào nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo. Bye bye các bạn.